Dạ ông bà cô chú đến kênh YouTube Hưng Ngọc Vlog 66 nha nhà. Hôm nay mình làm món ốc nhồi thịt mình nướng nha nhà. Đây mình có mớ ốc nha nhà. Mớ ốc mình luộc sẵn nha. Rồi cái này là nãy mình quay chả giò xong, còn dư lát mình nướng chung luôn nha nhà. Đây mình có mình giới thiệu lại nha, chả giò sống với thịt bằm nha. Với lỗ tai mèo nha. Với hành tím nha. Mình cho vô đây mình trộn chung luôn nha nhà. Lát mình trộn chung nha, lát mình xắt ốc vô cái mình nướng nha. Đây mình có cái vỏ ốc nè. Lát mình nhét vô mình nướng nha. Rồi lát mình tiếp nhà xem nha. Rồi mình xắt ốc xong nha nhà, chuẩn bị mình trộn vô nha nha. Đây là thịt xay với vỏ sống, mình trộn ốc luôn nha. Đây ốc mình xắt cho nó xắt hộp lựu nha, mình cho hành tím vô. Rồi mình cho nấm mèo, nắm lỗ tai mèo vô. Rồi mình cho gia vị vô, xương xương vô mình trộn nha nha. Đây em cho gia vị luôn nha. Đây mình cho miếng đường vô nha, ít đường thôi. Đường một ngọt cà no nha. Mình cho thứ muỗng đi. Dạ. Mét. Mét thì nó ghế nha nha. Ghế hay nhỏ. Đây mình cho mấy bột ngọt đó mình trộn lên nha. Rồi chuẩn bị mình nhồi vô con ốc cái mình hấp. Mình hấp xong mình lấy nướng nha. Đây để mình mang qua tay cho mình trộn nha. Cái bao tay này nãy mình trộn nãy giờ mình trộn lại nha. Một tay cho nó lịch sự nha. Mình bữa nay mình làm nguyên cái series ốc nha. Ốc hấp rồi ốc chả giò ốc, và bữa nay mình làm món ốc nướng nha. Nói chứ mình còn món ốc rồi đó. Ốc gì hấp ốc kia, ốc gì chả giò ốc, cái món kia kìa. Chảo ốc rồi mình nướng với cái mía nha nha. Nữa là ốc làm món chảo ốc luôn nha. Biết mía đâu chưa? Mía chợ mua không nhà. Rồi chuẩn bị xong mình trộn xong rồi mình vô ốc nha nha. Đây vô ốc cho nhà xem nha. Mình trộn vô con ốc, mình ngồi vô ốc nè. Đây vỏ ốc mình có sẵn nha nha. Rồi chuẩn bị mình trộn xong mình cho vô nhồi vô ốc này, mình đi hấp xong mình mới nướng lại nha. Rồi hấp xong mình ăn cũng được mà ăn nó không có thơm hơn nha. Mình đi nướng ốc lại nha. Nướng lại nó cháy cháy cái mặt nó ngon. Cháy cháy cái mặt cho nó thơm nha. Đây chuẩn bị mình vô ốc luôn nha. Thì trước tiên mình cho công xả luôn nha nha. Đây quay gần cảnh anh công xả luôn. Rồi cho một lá chanh hay lá hạnh gì cũng được, lá nào cũng được nha nha. Đây mình nhét vô nha. Nhét vô nữa mình kéo ốc cho dễ nha nha. Chứ không có gì cho nha. Rồi mình cho cái này vô. Mình trộn sẵn rồi. Đó lát đi hấp nha. Đây mình nhét cho nó chắc chắc đi, lát đi hấp xong rồi mình nướng lại nha. Mình đốt than nướng. Đây món này nè, ốc nhồi thịt nướng nha. Mình hấp xong mới nướng nha nha. Mình hấp cho nó chín rồi mình mới nướng cho dễ nha. Cái nhà nướng luôn cũng được mà nó hơi lâu chút nha. Mình đi hấp xong mình nướng cho chín rồi lát quay tiếp nhà xem nữa nha. Rồi chuẩn bị mình đi hấp nha nhà, còn dư lá chanh nè, mình dồn cả nhà xem nè, mình dồn đi hấp nha. Lát mình nướng cho nhà xem nha, mình để lá chanh với lá xả luôn cho nó thơm nha. Còn lát quay tiếp nhà xem nha. Đây là chén nước chấm, một hồi nữa mình chấm ốc nha cả nhà. Nước mắm gừng nha. Rồi chuẩn bị ốc mình hấp chín nha nha. Đây mới hấp nóng hổi luôn nha. Đây hấp ra gì nha, mình hấp cho để lá chanh vô cho thơm nha. Thơm lắm nha, lát mình đi nướng lại nha. Đây mình có chuẩn bị bếp lửa ngoài sân, lát mình nướng nha. Đó chuẩn bị mình nướng ốc nha. Đây mình có ghế mình để lát để ốc nướng nha. Để hang xài một chút xíu. Biết ăn ốc không? Không. Không ăn hả? Mừng cha ăn chi vậy? Mừng cha ăn. Đó, ốc nướng nha nha. Đó. Mình đầu tư nguyên cái dĩa cho bá luôn nha, chuẩn bị mình nướng nha nha.
đầu tư cỡ đó luôn còn đầu gì nữa. Nhớ đầu tư cả nhà, cho like đăng ký kênh chia sẻ nha nha. Em ngưỡng cái mặt thôi nha, quay cảnh cảnh nha. Đăng ký kênh chia sẻ. Lòi luôn. Đây mình nướng cái mặt cho nó chín là mình ăn được kia nha. Xong nha. Lỡ chín chưa? Chín rồi. Con lá thôi hả? Nhìn con ốc nó kiểu ủ ủ không? Con nó mới bé. Ú na ú nần. Mình hấp chung với lá chanh cho thơm nha nha. Cho nó bán mùi ốc cho thơm nha. Bán mùi tanh. Mũi cánh là ta. Ốc bò lên thang. Ốc bò thang hồng. Có ốc là nó ấy, nó bò lên trên đó không? Ốc bò lên vậy hả? Ốc bò lên vậy? Ốc bò lên than hồng. Có con ốc nào không cỡ đó không? Thơm Phật. Thơm lắm luôn nha. Cái nhà có yêu quý kênh YouTube Hưng Ngọc Lắp, cho like kênh chia sẻ nha. Mình đây mình quay ngày nào mình quay ra video cho nhà xem cho nha. Video của mình ra 15 17 giờ 15 nha nha. 5 giờ 15 nha. Mình đăng hàng ngày luôn nha nha. Quay nào bận không có. Nào mới không mà không quay được nha nha, mình không quay sẵn nha. Chuẩn bị có ốc ăn nha nha. Đây ốc mình chín thì mình gấp ốc ra nha. Rồi đã luôn. Mình gấp xong lát mình để coi dĩa sao nha. Vàng này. Còn nó muốn khác luôn. Sắp chín rồi.
rồi mình gấp ngóc cuối cùng nó ra, mình đợi coi dĩa nha nha. Đây chuẩn bị mở nhà dùng nha. Đây rồi, như bị mình vô chạy mình đợi coi dĩa. Đây ốc mình nướng xong rồi, chuẩn bị mẹ nhà dùng nha. Ốc nhồi thịt nướng nha. Mình để mấy rau xả này nữa, mình lấy con ốc ra cho dễ nha nha. Mình chấm nước mắm mắm gừng nha. Ốc nướng chấm mắm gừng nha nha. Đây lát mời cả nhà dùng nha. Cả nhà có yêu quý kênh YouTube Hưng Ngọc Lóc cho like, kênh chia sẻ ủng hộ mình làm nhiều clip hay cho nhà xem đó nha. Ốc phải vàng, vàng khét luôn này. Đây, ốc nó vậy nó mới thơm cái nha. Quá đã luôn, viên sợi ốc nha. Nướng nha nha. Nướng ốc nhồi thịt nướng nha. Đây mở nhà riêng con nha, hơi bị nóng nha nha. Mở ly ra. Đi. Đây. Ăn cho đã đi. Không có nóng à. Sao mấy cái mâm đang định nè. Đây mở nhà chấm mắm gừng nha. Chấm mắm gừng. Dạ luôn. Đây mở nhà miếng ốc nha. Rồi nó xúc cho luôn rồi. Vậy mới ngon á. Nè, khỏi ghim. Mở nhà nha. Mở cái nhà ăn ốc nha. Nhảy. Mùi sống. Lấp, lụm lại. Đây mở nhà miếng nha. Quá ngon. Ốc nhà mình nuôi, cứ dịp mình ăn hoài tới rồi đâu có mua đâu tốn tiền sao. Đây mở nhà miếng ốc nha. Nhiều người ta mua. Ừ. Mấy dùng ngày một tí. Mình ốc nhà không à. Ăn sư ốc mà quá nhiều ốc. Ăn với mắm gừng ngon cả giờ. Ăn với chanh nè, ăn với hạnh nè. Quá ngon. Ớt rồi, quá rồi nhỉ. Ăn gấp cho mà để. Nè, để mình lấy vậy nha. Cầm hai gâu mà lấy lên cho dễ nha. Rồi nó té luôn rồi. Thì lấy từ từ nha, để gớt nha, có lên cái đá ấy với nè. Đây. Lên là hạnh quá, lấy chanh. Đây, mình lấy nguyên miếng luôn nha. Đây, mình dùng luôn nha. Cầm lá cho ấy mình bút ban luôn. Đây mở nhà miếng đó nha. Quá đã nguyên ốc nha. Đây người mẫu, đây người mẫu, rất người mẫu. Ôi. Quá ngon. Qua đây ăn nè bé ơi. Ui. Lại ăn ốc không? Sao vậy? Từ từ luôn. Nó ra hết luôn à. Ừ, bút ban. À. Già hết trơn luôn. Gà cái lá chứ không có không xả. Ốc luôn. Vậy cho mẹ mở nhà nha. Ăn gì cho nha. Ê, mở cái nhà ăn nữa không? Có lấy mèo ngon quá à. Mèo nó giòn. Giòn. Đây mở nhà ốc nha. Đây nha. Về ôm luôn nha cả nhà. Nè mình gỡ ra bình thường nha nha. Nắm hai gầu kéo lắc thôi. Nè. Đó là gà chơi luôn nha. Đây.
nè, có cái lá chanh nha, cái này lá hạnh, lá hạnh nha, cái rơm à, này chấm lúc lúc luôn nha, thơm dưỡng thơm lắm nghe nha, lắm sao bên đang háo vậy, đây mà ở nhà miếng rồi sắc quá, sắc hết luôn nha. Ăn ốc nè, ốc vừa ăn nè. Còn ốc chấm nha. Còn không lấy miếng chấm không? Ừ, miếng ốc này mới bỏ. Ngon rồi. Nhiều được rồi. Lại miếng, chia lại miếng. Còn đâu nữa đâu gốc. Mình ăn có nhiêu đó. Miếng chấm lên đi con. Lên này đi luôn. Nguyên miếng nó gọn hơn nè. Giúp. Nó dít lên miếng được nữa. Ừ, ừ, ngon lắm. Đây. Ấm bụng nha. Cái nhà nha. Cho ốc cây. Vừa ăn không? Không. Ốc không con, không có cay ăn đi. Rồi con nào không? Không. Sao vậy? Tiên dược à? Con ốc nè. Đây, mở nhà thêm con nữa nha. Quá đã luôn. Ốc này kiểu này ngon hơn nghe nha. Còn gì nữa bằng ha? Ừ, đã luôn. Cái lò này chưa cay lắm. Đây mình ăn luôn nguyên cái lá hạnh cho nó ngon nha. Bằng lá hạnh. Nó rớt kìa. Đây mở nhà trước nha. Chết con mèo con ơi. Đây mở nhà có lá hạnh luôn nha. Cười lại coi. Cười lại coi. Hát nữa đi, hát đi con, hát đi. Bước ba nhìn con đi. Là đồ đang ốc rồi hả? Đang ốc nè, vô đây. Đồ luôn. Chào bên. Nó mẹ vậy? Chị ăn trái giò bánh kìa. Ăn trái giò trước đi. Mình với trái giò kìa. Thấy không? Ý ăn với chừa trên hai đó. Mì bắp gỡ. Để cứu bé coi. Mình ra mèo mèo coi. Muốn làm xích kìa. Cắm nó ngồi lông không sao ăn. Cơm á. Đây mà ở nhà thêm ngốc nữa nha. Đây, quay gần gần bên đây. Quá đã luôn. Cảm ơn qua đây. Đây, mở nhà nha. Té con ơi. Hai lát hạnh đâu rồi. Ăn lát hạnh vô con. Ăn không cố. Chai nữa không ta? Cái nhà cái yêu quý kênh YouTube Hưng Ngọc lắp cho like, kênh chia sẻ nha. Bye bye nhà nha, cái nhà cái yêu quý kênh like nha.